Chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm Revit các phiên bản. Nội dung bài học sẽ bao gồm hướng dẫn download bộ cài đặt Revit các phiên bản, hướng dẫn download thư viện RVT các phiên bản, hướng dẫn lấy key Autodesk Student bản quyền và hướng dẫn các bạn cài đặt và các thiết lập khi cài đặt. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu bài học thôi. Đây là trang web autodesk.com, trang web của công ty Autodesk nơi sản xuất ra phần mềm Revit. Thì để đầu tiên cài đặt thì chúng ta phải có bộ cài rồi đúng không? Và để có bộ cài ấy, thì không đâu tốt bằng là chúng ta vào cái ngôi nhà của nhà sản xuất để tải về. Thì các bạn có thể vào trang autodesk.com và các bạn tạo một cái tài khoản đây. Thì các bạn có thể tạo một cái tài khoản bằng cách kích vào bất kỳ cái nào nhé. Bạn có thể chọn cái này cũng được này. Mình hay vào Education Community. Sau đấy thì các bạn có thể create an account đây. Nó rất là đơn giản thôi các bạn nhé. Cái này thì các bạn mình sẽ cố gắng làm một cái video hướng dẫn các bạn làm cái tài khoản này. Đến đây thì mình sẽ sử dụng luôn một cái tài khoản mà mình có thể cung cấp cho bạn. Các bạn gõ là Revit Maps VN và cộng gmail.com. Next. Pass là Revit Map VN 2016. Đây, bạn xây này. Dạ, rồi. Thì các bạn sẽ vào cái giao diện và các bạn vào luôn. Và chúng ta sẽ thấy các phần mềm của cái hãng Autodesk đây luôn. Và cái hay của nó là các bạn vào đây các bạn tải nhiều phần mềm chứ không phải muốn là mỗi Revit. Các bạn có thể tải CAD, tải 3ds Max, tải Revit và rất nhiều phần mềm. Đấy chứ. Đây các bạn có thể vào All Product này, rất nhiều phần mềm đây các bạn. Dạ. Đây thì mình quan tâm Revit thôi nhá. Thì mình sẽ vào Revit. Mình vào đây. Đây. Đấy, các bạn kích vào Revit này. Rồi. Thì cái hay đấy là nó trong vì các bạn đăng ký một cái tài khoản thì nó có thể cung cấp bạn một cái đường link bạn tải phần mềm về. Thì các bạn có thể chọn đây. License là Push. Cái này thì nếu đây là cái tài khoản mình đăng ký theo diện đó là trung tâm giáo dục nên các bạn sẽ có rất nhiều các thiết lập chọn lựa chọn đây. Đây bạn nào thường thì chúng ta sẽ chọn cái personal. Được chưa? Các bạn chọn version. Phiên bản Revit nào? Ví dụ các bạn muốn tải Revit 2015 thì bạn vào 2015. 2016. Được chưa? Nhưng mà đây mình có giải thích các bạn một chút đó là Revit 2014 thì là bản 32 bit. Đấy, nó là bản 32 bit nha các bạn. Còn các bản từ 2015 trở đi thì đều là bản Windows 64 bit. Máy tính bạn nào mà dùng 32 bit thì chỉ có cài Revit 2014 thôi. Còn mình khuyên các bạn là đã dân đồ họa dân kỹ thuật thì nên dùng Win 64 bit bởi vì Win 64 bit là nó tận dụng được sức mạnh của phần cứng máy tính tốt hơn. Được chưa? Ở đây giả sử mình chọn Revit 2016 chẳng hạn. Hoặc đây các bạn chọn đó là hệ điều hành Windows 64 bit. Các bạn chọn ngôn ngữ là English. Được chưa? Thì nó ra các bạn này, đây là cái cây để các bạn cài đặt này. Đấy, đây chính là cái lý do tại sao chúng ta có cần tạo tài khoản Autodesk. Bởi vì ngoài cái việc là chúng ta có thể vào đây download phần mềm, chúng ta còn có key cài đặt. Và cái key này là key bản quyền. Và cái key mà cái tài khoản mình cung cấp vào đây là cái tài khoản của đơn vị sản xuất, đơn vị đào tạo. Bạn này school này. Đúng không ạ? Thế các bạn có thể lấy key đây để cài nhá. Được chưa? Rồi. Và các bạn có thể tải bộ cài về. Các bạn kích vào đây này. Nó sẽ có một loạt cái lựa chọn. Nếu các bạn chọn install now thì nó sẽ chạy ngay trên cái trình duyệt luôn, nó chạy online luôn. Đấy, nghĩa là nó tải một cái file có mấy chục key về và nó tự động nó chạy các bạn. Như đây thì các bạn có thể, bạn nào dùng IDM thì có thể dùng, đó là browser download này này. Đấy, thì nó bắt cho chúng ta cái link. Tuy nhiên cái link này thì nó chỉ bắt cho chúng ta một cái path. Các bạn lưu ý là để cài Revit các bản từ 2016 thường nó có hai path. Đây chỉ có một path thôi. Được chưa? Rồi. Thì các bạn ngoài ra thì các bạn có một cách đó là mình đã vào, các bạn có thể vào blog của mình. Các bạn vào blog là hungphamkts2016 blogspot.com. Đây, trang chủ nó đây. Và các bạn vào mục download rồi này. Đây là cái blog của mình thì mình sẽ cố gắng là đăng tải các cái thông tin, các cái download cũng như là tâm sự chia sẻ mọi thứ về cuộc sống ở đây. Các bạn nào có thể vào giao lưu với mình nhé. Đây các bạn vào download này. Đấy. Thì có mình có là link download Revit 2014, 2015, 2016 đây. Dạ. Đây.
là nhanh. Và các bạn chỉ việc đó là bạn nào đã dùng IDM thì kích trực tiếp vào, IDM nó nhận luôn. Còn nếu bạn nào mà không có IDM thì bạn chỉ việc là copy cái file này, copy cái link này, giả sử mình download Redis 16, copy cái link này. Đấy. Thì cũng được này, các bạn dán vào trình duyệt. Đấy, được chưa? Thì ở đây nó mình chuẩn bị sẵn cho bạn hai path để bạn copy vào. Các bạn lưu ý cho mình là download cả hai path này về nhá. Được chưa? Rồi, thì đấy là bước 1, các bạn đã tải được cái file cài và đây sản phẩm chúng ta này. Đây, chúng ta sẽ có được hai cái file này. Được chưa? Rồi. Cái thứ hai các bạn sẽ cần phải download cho mình đó là một cái file RVT. RVT là gì? RVT đây, RVT là bộ thư viện mặc định của Revit khi chúng ta cài đặt phần Revit. Và cái bộ phần thư viện này thì nó thường được cài. Thực ra nó đúng là nó tải khi chúng ta cài. Khi tí nữa các bạn cài thì nó sẽ có cái thiết lập đó, chúng ta sẽ tải bộ thư viện này về luôn. Nhưng mà có một cái điểm đó là khi chúng ta mà vừa cài vừa tải thì nó rất là lâu. Chúng ta cài Revit có thể mất đến vài giờ nếu như mạng các bạn không tốt. Đó, vậy thì cái chúng ta bây giờ chúng ta chỉ việc đó là tải sẵn cái bộ thư viện này về, mạng IDM nó ngon hơn so với tải bằng phần mềm. Thì chúng ta tải sẵn về. Thì các bạn có thể tải đây nhá. Bạn nào dùng phiên bản nào tải đây, mình chuẩn bị sẵn cho bạn đây. Bạn cũng vào mục download đây nhá. Và các bạn vào đây. Đấy. Thế đây có các bạn. Dạ. Thì đây kết quả chúng ta sẽ download được về một cái bộ như này. Đấy. Dạ. Rồi. Thì sau khi các bạn tải về xong cái đấy thì các bạn sẽ tiến hành cài đặt thôi. Ok chưa? Rồi nhá. Thì chúng ta sẽ vào bộ cài. Đây là cái file cài chúng ta. Các bạn chỉ việc kích một file, kích chọn đối tượng, các bạn chọn run. Rồi. Đây là nó sẽ có một, vì cái file này nó là file nén, chúng ta sẽ giải nén ra một cái folder cài đặt. Và nó sẽ hỏi bạn là muốn giải nén cái folder cài đặt nào ở đâu. Thì thường mặc định nó sẽ là ổ C Autodesk. Đấy. Bạn nào thích đổi về ổ nào trong máy tính của bạn thì ổ. Đấy, lưu ý đây là cái folder để chúng ta có một cái bộ cài đây nhé. Các bạn thấy này. Mình cài sẵn rồi, các bạn sẽ thấy này. Đây. Đấy, đây là các bộ cài của Revit khi nó, của các phần mềm Autodesk khi nó giải nén từ hai cái file chúng ta ra thôi nhé. Được chưa? Mình sẽ đồng ý vào ổ C. Ok. Và chúng ta chờ trong một giây lát. Các bạn chờ nó giải nén xong nhé. Được chưa? Các bạn thấy này, à đây là cái khi nó chạy xong nó sẽ ra ngay luôn. Cái nó kích hoạt luôn cho bạn cái file XXE setup để nó chạy luôn để chúng ta bắt đầu cài này. Thì đây để cài các bạn vào đơn giản thôi, chúng ta vào install. Dạ. Ở đây thì các bạn có thể chọn về Việt Nam. Các bạn accept. Next. Đây các bạn điền key này. Đấy, các bạn điền key. Đấy, chúng ta quay lại đây mà điền key nhá. Đây mình điền chọn cái key này. Tám một bảy không chín chín bảy tám, số cũng khá là đẹp đúng không? Có một thời mà mình cài suốt ngày cài máy tính cho học viên, đâm các cái key này mình nhớ làu làu luôn, không cần phải vào đây nữa. Các bạn next này, các bạn cài khoảng 10, mình đợt đấy mình cài khoảng và cài vài chục cái máy tính cho học viên nhớ luôn key. Bạn nào thì có thể lưu vào một cái file text sử dụng. Các bạn lại chờ, đây rồi, đây này, đây là cái chúng ta sẽ quan tâm này. Rồi, thì ở đây nó sẽ có bao gồm cài các bạn này, Autodesk Revit này, được chưa? Autodesk Revit Content Library. Cái này là cái mà mình nói, cái RVT này, được chưa? Cái này thì chắc chắn chúng ta sẽ chọn rồi nhá. Các bạn kích vào đây, cài phần mềm này. Hai cái này là do mình đã cài sẵn trong máy tính rồi, do mình cài các phiên bản phần mềm khác của Autodesk. Nên nó đã có sẵn đây rồi, nên nó có tích về rồi. Còn đây giờ các bạn chỉ việc đó là bỏ cho mình cái này. Đấy, các bạn bỏ cho mình cái này. Bởi vì ấy, như mình nói ấy, khi nó cài Revit thì nó sẽ tự động cài các bạn các cái bộ thư viện. Được chưa? Và bộ thư viện này thì khổ nỗi là nó cài cả bộ thư viện Anh, cả bộ thư viện theo tiêu chuẩn Met, cả theo bộ thư chuẩn Inc. Đấy, thường thì chúng ta sẽ sử dụng cái US Metric này. Được chưa? Nên nó rất là lâu. Rất là lâu các bạn ạ. Cài cái này nó phải tải rất là lâu. Nên các bạn không phải tải, không phải cài, không phải tích vào đây. Còn nếu tuy nhiên nếu không phải tích thì các bạn phải chuẩn bị sẵn cái file RVT trong máy tính
và tí nữa các bạn phải tự thiết lập, thì tí nữa mình sẽ hướng các bạn thiết lập thôi, được chưa? Ok, thì mình sẽ bỏ tích cái này đi và chúng ta chỉ cài với thằng Autodesk Revit này thôi các bạn nhé, được chưa? Rồi chúng ta kích vào install. Install thường ấy, nếu bạn nào mà khi cài tích vào cái Revit Content Library ấy, thì nó sẽ có một cái trường hợp đó là do cái Content Library đấy nó khá là nặng, nó vài GB ấy. Các bạn thấy này, file size là cần phải tầm 5 GB này. Nếu các bạn mà không có cái library đấy thì nó cũng chỉ rơi khoảng tầm 2-3 GB thôi. Nên đôi khi nhiều bạn nó làm lựa chọn cái nút content đấy và nó báo là ổ C bạn hết cứng, không có ổ cứng. Các bạn lưu ý cho mình nhá, trong trường hợp đấy thì các bạn phải dọn ổ cứng đi, được chưa? Hoặc là bỏ chọn cái library content đi và chúng ta chuẩn bị sẵn. Ví dụ mình thường mình bỏ cái file mình trong một cái ổ setup này và cứ mỗi lần cài xong thì chúng ta dẫn nó vào thôi, rất là đơn giản. Được chưa? Và đây thì các bạn sẽ chờ trong một giây lát nhé. Cái này mình dự đoán nó khoảng tầm 20 phút. Đấy, nhưng mà nếu các bạn mà cài mà cái Revit Content ấy, phải tầm đôi khi phải lên cả tiếng. Được chưa? Ok, chúng ta sẽ cùng chờ các bạn nhé. Vâng, thật tuyệt vời, chỉ có khoảng là 5 phút thôi thì máy tính mình đã cài là xong rồi. Đấy, các bạn thấy chúng ta đã cài đặt xong phần mềm Autodesk Revit 2016 rồi nhá. Tuyệt vời không? Đấy, bạn nào mà dùng content chắc là bây giờ là 1:38 sáng này, mình cài mới có mấy phút. Nếu bạn nào mà dùng content, cài content ấy, phải chắc đến 2-3 giờ mất. Đấy, được chưa? Các bạn finish cho mình. Sau đấy thì chúng ta cùng bật Revit lên nhá. Mình sẽ bật Revit 2016 mình vừa cài lên. Các bạn vào đây. Nó cũng có ngoài desktop đấy, được chưa? Rồi, phần mềm Revit chúng ta đã chạy rồi, tuyệt vời. Nó sẽ chạy một lúc để nó kiểm tra cái bản quyền của bạn. Bạn chờ trong giây lát nhé, lần chạy đầu tiên thì nó hơi lâu một chút. Đây, nó đang chạy đây các bạn nhé. Các bạn chờ trong giây lát để nó chạy xong. Ok, như vậy là đã cài xong rồi và nó đã bật lên. Các bạn thấy đây, ngay khi nó bật lên ấy, nó sẽ bảo các bạn là này, Default Family Template File Invalid. Đại khái nó báo các bạn đó là cái đường dẫn đến thư viện của chúng ta đang là không có, không tồn tại. Bởi vì rõ ràng chúng ta có cài đâu, nên nó không có, thì các bạn cứ click Close. Được chưa? Đây, các bạn click Close Note cho mình nha. Rồi. Rồi, thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra một chút này. Đầu tiên các bạn thấy click vào đây. Đấy, đây nó tự động đăng nhập cho mình này. Mình sign in đi. Bình thường là nó sẽ không tự động đăng nhập đâu. Đây, bạn có thể kích vào đây này. Và các bạn kích vào đây để kiểm tra về vấn đề bản quyền, thông tin bản quyền, phần mềm. Đấy, bạn nào muốn xem phần mềm chúng ta dùng cây gì, có crack hay không. Đấy, hoặc là các bạn muốn cho các bạn khác key thì các bạn vào đây nhé. Đây, kiểm ra đây. Đấy, bạn thấy chưa? Đấy, nó key chúng ta là key có thời hạn trong vòng 3 năm nha các bạn. Được chưa? Từ 2016 đến 2019 đúng 3 năm. Phiên bản là Student. Tên của máy tính đây. Đấy. Rồi, đến đây thì chúng ta sẽ... Cái quan trọng là bây giờ các bạn phải cần thiết lập về cái thư viện. Để thiết lập cái đường dẫn về thư viện, các bạn sẽ kích vào chữ R này. Và các bạn vào option, các bạn vào cho mình phần file location. Thì đây nó sẽ có một số thiết lập đầu tiên. Thiết lập này là thiết lập template project. Cái này là cái gì thì các bạn xem các clip sau sẽ rõ. Bạn kích vào đây cho mình. Đấy, các bạn dẫn đường link đến cho mình cái nơi mà các bạn lưu trữ cái file rvt. Đây, ví dụ của mình đây. Đây, cái đầu tiên là cái Project Template, là cái file này các bạn này. Chọn vào đây, US Metric nhé, nhớ chọn US Metric để ra đơn vị mét nhé. Sau đấy thì các bạn sẽ có vài lựa chọn, ví dụ như Default Metric là chung, cái này thì kiến trúc hay dùng này, được chưa? Ví dụ cơ điện thì họ có thể có Mechanical, Plumbing, Electrical. Ví dụ bạn mà dùng điện thì bạn dùng Electrical, bạn dùng nước dùng Mechanical, à, quên,
plumbing còn bạn dùng máy mechanical, hay là bạn dùng chung tổng thì dùng system, còn đây là các bạn kết cấu. Được chưa? Giả sử mình là cái default matrix kiến trúc, mình sẽ đổi tên cho nó này, ok chưa? Và ví dụ bạn mà dùng nhiều nhiều cái, bạn này thêm vào đây nữa, ví dụ như là mình dùng thêm cả system mình cho vào đây, dạ, nhưng thường thì mình không cho vào, xóa đi, tùy các bạn. Rồi, đây là cái đầu tiên. Cái thứ hai là cái về template file, thì các bạn vào đây và các bạn cũng tương tự chọn đến đường dẫn đấy. Đây, đây là template đây. English, được chưa? Ở đây các bạn chọn cho mình English nhá, được chưa? Open. Đến đây cứ bạn cứ open là được. Rồi, cuối cùng là cái về cái thư viện. Thư viện các bạn vào đây này. Place. À, library thì bạn kích vào đây. Tương tự. Đấy. Library đây nha các bạn. Đấy, UN Matrix các bạn đưa đến đây là được. Open. Còn cái này là detail library thì nó cũng tương tự. Đây, library US metric thì các bạn có thể chọn cái detail item này. Open. Ok. Và ok. Như vậy các bạn đã cài xong được các cái bộ đường dẫn của các cái thư viện, của các cái tiêu chuẩn trong phần Revit rồi. Bây giờ mình sẽ bật một số file mặc định của chúng ta lên. Mình bật open sample file. File này chẳng hạn. Ok. Các bạn thấy nhá, chúng ta đã cài đặt xong phần mềm rồi. Được chưa? Và như vậy thì các bạn có thể sử dụng phần mềm Revit để phục vụ cho cái quá trình học tập cũng như là quá trình các bạn làm dự án sau này rồi nha các bạn nhá. Dạ. Ở đây mình sẽ chỉ lưu ý các bạn một số vấn đề khi cài đặt. Vấn đề đầu tiên là các bạn nên sử dụng phần mềm có cài đặt download phần mềm từ nguồn Autodesk là uy tín nhất, hoặc các bạn có thể vào blog của mình để lấy các đường link. Thứ nhất. Thứ hai là các bạn nên sử dụng một tài khoản Autodesk, các bạn có thể tự tạo hoặc các bạn có thể sử dụng cái tài khoản mà mình cung cấp. Để thứ nhất đó là lấy link download, thứ hai đó là sử dụng để lấy các key bản quyền, và thứ ba là sau này các bạn sử dụng các cái ứng dụng cloud như phục vụ render hay phục vụ các phân tích hoặc phục vụ lưu trữ file trên hệ sinh thái của Autodesk, được chưa? Và thứ ba thì khi các bạn download cài đặt thì nên download sẵn cái file RVT để tiến hành cài đặt cho nó nhanh. Và cuối cùng là khi cài đặt xong thì các bạn nên thiết lập đường dẫn RVT đến phần mềm. Và như vậy chúng ta đã có một cái phần mềm Revit. Và các bạn có thể áp dụng cái bài học hôm nay để cho tất cả các phần mềm Revit các phiên bản khác nhau. Các phiên bản khác này thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Rất là đơn giản dành cho các bạn. Được chưa? Ok. Như vậy thì bài học hôm nay các bạn đã được hướng dẫn download bộ cài Revit, hướng dẫn download thư viện RVT, hướng dẫn lấy Key Autodesk Studio bản quyền, và hướng dẫn cài đặt Revit rồi nhá. Xin chúc mừng các bạn đến với thế giới của Autodesk Revit. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.